Em xin được gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trước mắt các bác là một chiếc xe đời rất là cao, form dáng rất là đẹp luôn. Như là những cái mẫu xe tiền tỷ vậy, như là những cái mẫu xe nhiều tiền đúng không ạ? Đây các bác cùng xem này. Xe trang bị rất là nhiều những cái tính năng và rất là nhiều công nghệ, rất là nhiều option các bác nhé. Cần số phanh tay. Đây cần số và phanh tay đây ạ. Phanh tay điện tử các bác nhá. Đây phanh tay đây. Và đây là chính là cái cần số này. Cần số thụt thò. Nếu mình lổ máy thì tự động cái cần này nó sẽ thụt lên nhá. Đấy, cái núm này, này chính là cần số đấy ạ. Nó sẽ nồi cao lên như này, nồi cao lên tầm khoảng mấy phân. Đấy. Nội thất đây. Thất rất là nhiều những tính năng. Tiếp sẽ quay giới thiệu các bác mình xem chi tiết và giới thiệu đầy đủ những cái tính năng của nó nhá. Rất là nhiều luôn ạ. Bây giờ em mời các bác xem qua phần hình thức bên ngoài. Chiếc xe được mang tên là Joyty Z8, được sản xuất năm 2018 các bác nhá. Đời rất là cao. Đời này thì bên em có hỗ trợ trả góp cho các bác nhà mình. Đấy. Hỗ trợ trả góp nhá, mình không đủ tiền, chỉ cần có một số tiền nhất định thôi thì có thể là mua được chiếc này rồi. Đấy. Với biển số Hà Nội. Sơn si của xe rất là đẹp luôn. Xe chạy rất là ít nhá, mới chạy được có mấy vạn thôi. Trong video này thì em sẽ quay các bác xem chi tiết từng phần một của chiếc xe để các bác nhà mình xem và cảm nhận. Xe 5 chỗ gầm cao form SUV. Động cơ của xe là lắp máy Mitsubishi 2.0 turbo các bác nhá. Nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này được nhập khẩu từ Trung Quốc về các bác nhá. Máy thì máy của Mitsubishi, cho nên là cũng rất là lành thôi. Nhìn form dáng bên ngoài thì các bác thấy là form dáng của nó rất là giống với lại mẫu xe sang trên thị trường đúng không ạ? Nhìn thì có nét giống Land Rover, nhiều người thì lại bảo giống Master đúng không ạ? Nội thất siêu sang luôn. Hình thức bên ngoài cũng vậy đúng không ạ? Chiếc này mà đi ra ngoài đường thì rất là nhiều người sẽ nhầm lẫn đây là một chiếc xe nhiều tiền đây. Hãng này được sản xuất rất là rộng rãi và được bán trên thị trường thu hút lượt khách rất là đông đảo các bác nhá. Các bác mà mình chưa hiểu, chưa biết về dòng này thì mình hãy tìm hiểu luôn. Tìm hiểu luôn để được biết rõ chiếc xe này nó như thế nào nhá. Cái bậc bệ lên xuống của chiếc xe này nó khi mình mở cửa ra đấy ạ thì nó sẽ ngã ra nhá, và mình đóng cửa vào đấy ạ, đóng cửa vào nhá. Đấy, cửa tự động hít này và cái này tự sẽ tự động nâng lên này. Đấy, tự động lên luôn nhá. Cửa hít các bác nhá, bốn cửa đều là hít, mình chỉ không cần phải đóng mạnh tay, chỉ cần là để nhẹ này thôi và tự động nó sẽ hít vào đúng không ạ? Đấy, cái này sẽ mở ra và đóng vào này. Đấy, rất hiện đại ngay từ những cái giây phút đầu tiên thôi, và mình còn chưa bước vào trong xe đã thấy cái sự hiện đại của chiếc xe rồi đúng không ạ? Đây em sẽ đi lần lượt nhá. Đấy, chỗ này được thiết kế một cái cốp đồ này, vị trí này gương kính chỉnh điện rồi khóa điện, rồi vị trí này là loa chép con nhá. Đấy, phần chất liệu bên ngoài đây, phần tâm ly đây là chất liệu da xịn. Đấy, da xịn. Đấy, còn đây rất là bóng này. Đấy, chỗ này được mạ chrome này rất là sáng. Chiếc xe còn rất là mới luôn. Nội thất hoàn toàn là da zin. Nội thất của xe chưa từng làm lại các bác nhá. Đấy, xe trang bị có ghế điện nhá. Đây ghế điện này. Sàn thì vẫn sàn nỉ, có lót sàn ở trên. Và đây chỗ này thì có những cái gì ạ? Có những cái gì thì bây giờ em sẽ quay luôn và giới thiệu luôn cho các bác nhà mình nếu được biết nhá. Đấy, đây chính là nút ga tự động. Đấy, tắt bật chân ga tự động các bác nhá. Đây, đây là chỉnh đèn này. Đây là mình khóa trẻ em này. Đây, mở cốp này. Đấy. Vị trí ở trên đây là mình điều chỉnh âm thanh nhá. Điều chỉnh âm thanh. Cái nút này chỉ vặn vặn thôi. Đấy. Đây là mình chỉnh bài, lách bài. Rất là nhiều. Đây là còn thu cả giọng nói ở vị trí này nhá. Mình ấn đây là thu giọng nói này. Rồi rảnh tay, đàm thoại. Và trên vô lăng thì các bác thấy là có tích hợp mà gầy số vô lăng. Đấy, gầy số vô lăng này, hay còn gọi là gầy số thể thao đấy ạ. Ngồi vào trong
Phần khu vực nội thất bên trong thì em sẽ quay các bác mình xem một vài vị trí khác nữa. Đây em nổ máy lên luôn nhá. Xe trang bị có nút ấn nổ start stop, chìa khóa thông minh. Đây vào làm sẽ ấn nhá. Ấn vào đây thì cái cần này nó sẽ tự động nó lồi lên này. Đây, em ấn luôn nhá. Đấy, sẽ tự động lồi lên đúng không ạ? Rất là hay. Và mình sẽ vặn như này. Đấy, chỉ cần là vặn xoay này thôi. Đấy. Nút này là đang ở vị trí D, là mình ở vị trí đi nhá. Vị trí tiến đấy ạ. Đây là mình đỗ này. Còn đây là R là lùi này. P là đỗ hẳn luôn này. Vị trí này là vị trí sử dụng hệ thống điều hòa. Và đây là sinh nhan đi thẳng này. Đây là hệ thống điều chỉnh điều hòa hai vùng độc lập các bác nhá. Đấy, chỗ này là cũng là cốp điện này. Đấy, cốp. Đấy, cốp các bác mình ấn vào đây nhá. Mở bằng hoàn toàn tự động. Và ở trên cái khu vực phần đồng hồ đây thì tất cả kim đây đều là kim điện tử nhá. Không có một cái kim cơ nào luôn nhá. Hoàn toàn được báo hoàn toàn điện tử hết nhá. Điện tử toàn bộ luôn đấy ạ. Đây, thông báo cả áp suất lốp này, các thứ. Nói chung là rất là nhiều những cái tính năng được hiển thị ở trên đây. Đấy. Xe trang bị thì cực là nhiều túi khí an toàn. Đây một túi nhá, một túi nằm ở đây. Và một túi nằm ở đây này. Đấy, và đây nữa này. Xung quanh xe luôn. Đấy, đây nữa này. Tất cả cột đều trang bị có túi khí hết nhá. Và trần của xe thì cũng đã được lên trần trần sao rồi. Đấy. Chủ trước cũng đã được độ đèn trên trần rồi nhá. Mình có thể đổi màu và theo âm thanh nó sẽ chuyển màu luôn. Còn để quay về cái khu vực này. Đấy. Đây. Chỗ này hiển thị điều hòa các bác nhá. Đấy, mình có thể là ấn cảm biến này. Đấy, ấn cảm ứng này. Đấy. Đấy, gió rất là to luôn. Không cần phải ấn ở đây làm gì nhá. Mình ấn hoàn toàn ở đây được. Hoàn toàn bằng điện tử được nhá. Đấy, điều hòa rất là mát. Đấy, tắt bật ở đây các bác nhá. Đấy, mình tắt đi. Màn hình thông minh các bác nhá, mình có thể là mình vào rất là nhiều những cái chức năng. Rất là nhiều chức năng giải trí ở trên cái màn hình này. Đấy, như kiểu một cái máy tính bảng thông minh luôn. Như một cái điện thoại luôn, vào YouTube, vào mạng, vào Zalo, Facebook các kiểu luôn nhá. Đấy, và chỗ này được trang bị một số những cái chức năng thì em giới thiệu luôn cho các bác nhà mình. Đấy. Đây là mình tắt bật cái cam 360 này. Còn thì đây là mình đây là neo đèo đổ dốc này, còn đây là chống trơn chống trượt này, hệ thống chống trơn chống trượt của xe này. Đấy. Nó AV thì em chưa hiểu rõ là cái chức năng gì nữa. Còn đây là mình cảm biến lùi nhá. Radio này rồi cái này em cũng chưa hiểu rõ lắm. Các bác về mình tìm hiểu thêm nhá. Nó thật là cũng buôn cái dòng này rất là nhiều rồi nhưng một số chức năng còn chưa hiểu hết các bác ạ. Ở trên đây thì thiết kế một dạng đèn LED này nằm chìm ở trong phần gương, nằm chìm trong gương nhá. Còn đây là vị trí mình bấm chỉnh đèn, đèn này là đèn LED nhá, đèn LED chứ còn đèn halogen đốt cháy đâu ạ. Còn đây là vị trí mình điều chỉnh clock này, đây clock nhá, clock panorama toàn cảnh, đấy, cửa sổ trời. Đấy, ra vào rất là trơn tru. Rất là trơn tru luôn. Rồi em sẽ tắt máy đi nhá. Tắt máy và cho cô bác nhà mình cùng ngắm cái phần đồng hồ này. Đấy, tắt đi này. Đấy, đồng hồ xe đấy ạ. Cửa mở nó sẽ báo mở luôn. Và em bật nhá. Em ấn đây nhá. Ấn đây. Ấn thêm phát nữa đi. Đấy, ấn thêm phát nữa này. Đấy. Đồng hồ hoàn toàn là sử dụng bằng điện tử các bác nhá. Tất cả kim báo đều là bằng điện tử luôn. Không có cái kim cơ nào ở khu vực đồng hồ cả nhá. Đây là vị trí mình chỉnh đèn này. Còn đây là vị trí mình chỉnh gạt mưa. Gạt mưa trước, gạt mưa sau. Đấy, chỗ này cũng có túi khí nữa này. Để em đếm nhá. Nguyên khu vực này là 1 này, 2 này, 3 này. Và trên cột này là 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Nó có hơn chục túi khí luôn các bác ạ. Rất là nhiều. Rất rất nhiều túi khí luôn nhá. Phía sau này cũng có túi khí luôn nhá. Chỗ này thì được thiết kế có cửa gió này. Có cửa gió phía sau. Và mình đây có được trang bị một
hệ thống phím để điều chỉnh anh nhá, điều chỉnh điều hòa nhá. Đấy, chỗ này là mình để đồ đúng không ạ? Ghế da này là ghế da xịn nguyên bản theo xe. Ghế da xịn nguyên bản theo xe nhá, trang bị là màu kem. Nội thất của chiếc xe này là chưa làm lại gì đâu. Vẫn nguyên bản nguyên zin luôn đấy ạ. Đấy, chỗ này nhá, chỗ này là cái vị trí mình để tàn thuốc lá, đúng không ạ? Loa jack xung quanh. Đấy. Và loa chính cũng vậy. Xung quanh xe luôn, âm thanh nghe rất là hay. Và chỗ này có trang bị công tắc chỉnh điện nhá. Công tắc chỉnh ghế này. Đấy. Đấy, ghế có thể là ngả nghiêng các kiểu này. Đưa lên đưa xuống này. Ngồi ở dưới cũng có thể là chỉnh được luôn. Nội thất nhìn rất là sang. Cốp sau rất là rộng nhá. Và cốp của chiếc xe được thiết kế là cốp điện các bác nhá. À, cốp điện tự động mở lên này. Khi mình muốn cốp đi xuống thì mình chỉ cần ấn ở đây thôi. Ở đây sẽ tự động đi xuống này. Ở phía sau đây thì chủ xe trước cũng đã được thiết kế một bộ da 5D. Đấy, da 5D nhìn rất là sang đúng không ạ? Và đây là những cái mà đây cái này mình dán lên nhá. Đi xuống mình dán lên. Còn đây là những cái thành phẩm chắn nắng này. Dưới đây là lốp dự phòng nhá. Dưới đây là lốp dự phòng. Ở khu vực dưới đây là vẫn là nỉ này. Đây đây các bác xem. Chỗ này có thiết kế cổng 12V để mình có thể sạc điện thoại hoặc là mình lấy điện. Đây, chỗ này là một cái tấm để chắn, mình có thể để đồ trên đây được. Để đồ nhẹ để trên đây được nhá. Rất là hay đúng không ạ? Vừa giờ là em quay qua một số chức năng của chiếc xe. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết hơn nhá. Vừa rồi giới thiệu về một số cái tính năng thôi. Bây giờ thì em sẽ quay chi tiết, mở cửa ra và quay phần nội thất trước đi. Các bác cùng xem nhá. Phần bên ngoài đây thì được trang bị là đèn này, đèn LED nhá, đèn LED tích hợp trên gương này. Đấy. Đăng kiểm của xe thì còn đến ngày 24 tháng 4. Đấy. Chỗ này là nút bấm từ này. Cái bậc vệ bên đây cũng vậy nhá, là nó cũng sẽ lên xuống tự động. Khi mình mở cửa nó sẽ mở ra, đóng cửa vào thì nó cũng sẽ đóng theo. Rồi bây giờ thì em sẽ mời các bác xem chi tiết từng phần một của cái mẫu xe Zoity Z8 2018 này. Bắt đầu quay từng phần một cho các bác xem nhá, để các bác biết về cái độ chất của chiếc xe. Keo chỉ của xe thì các bác nghe mình yên tâm là keo chỉ nó còn nguyên, cả xe nhá. Cam kết cho bác luôn là keo chỉ vẫn còn nguyên. Đây, mời các bác cùng đón xem. Tất cả những vị trí ở trên đây đều là vị trí da xịn nguyên bản theo xe. Đây các bác nhá, đều là da xịn đấy ạ. Bên đây cũng vậy nhá, trang bị có một cái ngăn để đồ này. Đấy. Và những cái phần này là đều được viền kim loại các bác nhá. Rất là sang. Em thấy như là dòng Land Rover đời thấp thấp đấy ạ. Thậm chí nhìn còn không sang bằng. Đấy, nhìn còn không sang bằng và còn không nhiều tính năng bằng cơ. Đây các bác xem này, móc khóa xe rất là sáng này. Cái ghế phụ đấy ạ. Ghế phụ được trang bị, chỗ này cũng có nút chỉnh điện nhá. Và bên đây cũng được trang bị nút chỉnh điện này. Đây có túi khí an toàn nữa đây này. Rất là nhiều đúng không ạ? Để em quay gần một chút về cái khu vực này nhá. Còn rất là mới luôn, nội thất vẫn rất là thơm tho. Chỗ này là hộp đồ này. Đấy. Hộp đồ rất là rộng nhá, hộp đồ phía trong rất là rộng.
Đây, chỗ này mình để nước này, sàn nỉ hoàn toàn luôn, được bọc lót thảm ở trên rồi, thảm 5D. Âm thanh nghe còn rất là hay nhá. Mọi chức năng của xe đang hoạt động đầy đủ và bình thường, không thiếu chức năng nào cả. Và máy số của xe hiện tại là vẫn còn nguyên bản, nguyên zin các bác nhá. Máy số nó vẫn nguyên zin, một chiếc xe vẫn còn rất là mới và mới chỉ tỉa lại một chút sơn thôi, còn lại là zin hết, chưa làm lại gì các bác nhá. Mới chỉ tỉa lại một chút sơn thôi, đấy thì cũng tránh được rồi đúng không ạ. Đấy, còn lại là zin toàn bộ cả xe luôn. À, chủ trước thì cũng dán thêm một cái gọi là cái, đây là cái gioăng nha các bác nhá, chứ không phải là cái gì đâu. Nó là cái gioăng, mình không thích thì mình có thể là bỏ nó ra. À, cái gioăng này khi mình lắp vào nó sẽ có tác dụng là mình mở cửa đấy ạ. Mở cửa nó có va vào cái vật gì đó thì nó không bị sứt mép cánh cửa nhá. À, đấy là một cái tác dụng của cái gioăng mép. Đây, tiếp tục một cái gánh nữa các bác cùng xem nhá. Tất cả bốn cánh nó sẽ đều có thiết kế chức năng là giống nhau các bác nhá. Ở chỗ này cũng vậy này, có ngăn đồ này, chỗ này là cũng giống bên kia, gạt tàn thuốc lá đúng không ạ. Độ thất rất rất mới luôn. Tất cả vị trí từng góc cạnh một của xe rất là đẹp, của rất là mới. Nó là đẹp nguyên bản theo xe nhá, đẹp zin nguyên bản theo xe luôn, nhưng mà đẹp làm lại đâu ạ. Các bác biết là những cái chiếc xe đời cao như này thì bao giờ nó cũng sẽ là còn tốt rồi đúng không ạ, nó còn mới rồi. Đấy, ghế phía sau rất ít khi có người ngồi đến, cho nên là các bác thấy nó còn rất là mới. Đây, chỗ này được thiết kế là mình có thể để đồ nhá, chỗ này để nước này. Đây, trần thì được thiết kế có đèn bên trong, nó sẽ đèn này sẽ đổi màu vào ban đêm và mình bật nhạc nó cũng sẽ nháy theo nhạc coi nhá. Đây, ở chỗ này thì cái này hơi bẩn một chút này, cái này mình lau đi được nhá, cái đấy đơn giản thôi đúng không ạ. Nó không phải là xe mới cho nên là cái vị trí bẩn thì cũng không phải tránh được. Đèn này là đèn led các bác nhá. Tí em sẽ hạ xuống cho các bác xem. Từ cái đèn phần trên đầu cho đến phía sau đều thiết kế là đèn led. Đèn full led luôn. Cốp sau rất là rộng, mình để đồ thoải mái luôn. Những mẫu xe đời cao bây giờ thiết kế ra là được thiết kế thêm một cái hàng ghế ở phía sau nhá. Đấy, cái dòng đời 2018-19 thì là chỉ có 5 ghế thôi. Nhưng mà đời 20-21 thì thiết kế thêm một cái hàng ghế phía sau nữa rồi, là 7 ghế luôn. Những cái dòng xe Royalty này được thiết kế ra nó luôn luôn được cải thiện. Và đến năm 2021 và bây giờ hiện tại năm 2020 và 2021, cái dòng xe này sản xuất rất là nhiều các bác nhá. Sản xuất rất là nhiều. Phụ tùng của dòng này rất là rẻ luôn. Các bác không biết thì bên em có thể là chỉ cho các bác mình chỗ để mua đồ luôn, rất là rẻ nhá. Hãng Kinin Hà Nội, Hải Phòng rất là nhiều. À, một số tỉnh khác nữa. Đồ này nó cũng chỉ ngang ngang với là một số những cái dòng xe Toyota thôi các bạn. Đấy. Không đắt hơn đâu ạ. Mình có thể tìm hiểu thêm nhá, tìm hiểu thêm về cái dòng này. Dòng này được những người có chuyên môn đánh giá rất là cao. Được đánh giá rất là cao luôn. Vì là một chiếc xe ít tiền. Đấy, vẫn đảm bảo về chất lượng và vẫn đảm bảo về cái sự tiện nghi an toàn. Và tiếp theo là về cái hình thức đúng không ạ? Hình thức bên ngoài bên trong. Đây các bác mình cùng đón xem nhé. Rất là chi tiết, rõ ràng.
em giới thiệu nhiều một chút, tại vì được cũng sẽ giới thiệu cho một số bác chưa biết đến cái dòng này. Còn nhiều bác thì cũng đã biết đến cái dòng này rồi, thì quan trọng là các bác chỉ cần là nhìn cái chất lượng hình ảnh thôi, đúng không ạ? Chủ yếu là nhìn qua hình ảnh thôi thì mình có thể là biết được chiếc xe như nào. Đấy, bộ da xịn của xe rất là đẹp này, rất là mới này. Phần vô lăng nhé, với phần táp lô này đều được sử dụng chung một chất liệu da. Phần nội thất bên trong em cũng đã quay đến đây là tương đối rồi, đúng không ạ? Đây, cửa hít này các bác này. Và bây giờ thì em sẽ đóng cốp lại. Đây, chỉ cần ấn nút này thôi thì là cốp sẽ động mà gập vào nhá. Đấy, cốp cũng là cốp hít luôn, cửa cũng là cửa hít luôn, không cần phải đóng mạnh tay làm gì cả, chỉ cần đóng nhẹ thôi thì cửa sẽ tự động hết hít chặt vào rồi. Có nhiều những chức năng mà thậm chí những cái chiếc xe vài tỷ cũng không có được, mà chiếc xe này lại có đủ luôn, một điều hết sức là tuyệt vời, đúng không ạ? Bây giờ thì em đi đến phần bên ngoài của chiếc xe này các bác xem nhá. Đèn đều là đèn zin, đèn trước đèn sau đèn zin, đèn full led luôn, full led luôn. Khi mình lổ máy lên thì là nó có một cái loại dạng đèn led ban ngày các bác nhá. Đây, sinh nhan này, hiện tại bên đây đang bật sinh nhan nhá. Đây, sinh nhan cũng là sinh nhan dạng led này. Đây này các bác xem này, dạng led các bác nhá, phía sau cũng vậy. Đèn bên đây cũng vậy nhá, đèn zin. Để em xem em bật cái đèn lên chỗ các bác mình nhìn qua. Đèn này em cũng đã bật lên rồi. Đèn này mình hiện tại là ban ngày nhá, còn khi mà ban đêm đấy ạ thì nó sẽ rất là đẹp và rất là sáng luôn. Ở cái vị trí trên đây đều có thiết kế mắt cảm biến nhá, rất là nhiều mắt cảm biến. Đây đây này, cảm biến quanh xe luôn. Thân vỏ của xe là không bị bả ma tít gì đâu, chỉ sơn tỉa lại một vài chỗ bị xước sát thôi các bác nhá. Đèn sinh nhan thì em đang bật đèn sinh nhan đôi. Chỗ này cũng được mạng lốc này. Đây, mắt cảm biến đây nhá, ở đây cũng vậy này. Nhiều bác cũng đã đổi cái tên Joyty đó là thành một cái tên khác. Đấy, nhiều bác thì đổi sang một cái tên của hãng khác luôn và thay cả mặt nạ, cả ga lăng này luôn này. Nhiều bác đã thay mặt nạ ga lăng luôn. Có biểu tượng hình đinh ba đấy ạ. Và mặt ga lăng thì nhìn nó sẽ hơi khác một chút. Chiếc này thì chủ trước cũng đã được sơn đổi thành màu đen, bộ la răng phanh ABS, la răng đúc nguyên bản theo xe. Lốp thì còn xe rất là dày, lốp xe rất là dày này. Sơn xi bóng đẹp. Xe về mình không phải mất nghìn nào nữa nhé các bác nhá, mình không phải mất tiền để đầu tư về xe nữa. Đấy, phần trên đầu xe cũng có một cái mắt camera, để em quay luôn. Đây có mắt camera nhá. Mắt camera là xung quanh luôn, vì xe được thiết kế camera 360 độ mà. Đây, đây mắt nhá, bên kia cũng vậy, đằng sau cũng vậy, camera là xung quanh xe. Đấy, kính của xe đều là kính zin nhá, đều là kính zin này. Kính cũng đã được bọc dán xung quanh rồi. Như cái mẫu xe mới mình về mình vẫn phải đầu tư thêm đồ chơi, đúng không ạ? Còn thì những cái chiếc xe chạy lướt này thì mình về mình không phải đầu tư gì nữa. Chủ xe trước cũng đã đầu tư rồi, đúng không ạ? Đấy, chỗ này có đèn nữa nhá, khi mà đi ban đêm thì nó sáng màu xanh. Sáng màu xanh rất là đẹp. Đấy, thân vỏ lét căng luôn nhá. Sơn zin của xe còn rất là nhiều. Sơn zin gần như là cả xe luôn. Trên đây thì em cũng sẽ quay gầm cho các bác xem luôn.
Đấy, phần gầm đây là vẫn là nỉ này, nỉ nguyên theo xe này, nỉ bảo vệ gầm, bảo vệ cua lốp. Đây là dưới gầm xe nhé. Gầm của xe là không lỗi gì đâu ạ. Phía sau thì các bác thấy này, thiết kế nhìn phía sau này nhìn rất là hầm hố, cảm giác như là kiểu đây là hai quả bô luôn, đúng không ạ? Và ở dưới đây là có mắt cảm biến được thiết kế đặt ở dưới phần nhựa đen này nhá. Đây, đây là cam, cam nùi, có cần gạt mưa này, rồi có đèn phanh ở trên nóc, có đuôi gió. Còn đây là nóc của xe nhá. Đèn sinh nhan cũng là dạng đèn LED, và đèn phanh cũng vậy, đèn đèn đỗ cũng thế nhá. Sử dụng hệ đèn LED. Bác phải nhìn ban đêm cơ nó mới đẹp được. Hôm nay nói thực sự là cũng tư vấn cho khách hơi nhiều, cho nên là giọng không được tốt cho lắm, nói hay bị hụt hơi các bạn ạ. Hôm nay là nói cũng hơi bị hơi đấy, nó bị hụt một chút, nói nó không được dứt khoát, các bác mình nghe đôi khi là cũng thông cảm một chút nhé. Quan trọng thì em muốn ở đây là em mang cho các bác mình những cái thông tin chính xác và chi tiết đầy đủ nhất, chân thực nhất. Đấy. Còn những thông tin mà em đưa ra đấy ạ, đều là thông tin chuẩn các bác nhá. Đây, chỗ này được ốp lốc này, nhìn như kiểu là bằng bạc, như kiểu là mạ bạc vậy. Đây, tay cầm các thứ đều được ốp lốc rồi. Một chút nữa em sẽ quay phần máy để các bác xem nhá. Hiện tại thì em đang quay lốt phần bên ngoài, quay lốt phần gầm. Đây, cua lốp đây, các bác xem này. Bụi bẩn, đấy, đúng không ạ? Chỉ có hiện tượng bụi bẩn đây nhá, chỉ có hiện tượng xấu nhá. Đấy, nỉ nguyên di theo xe. Và tiếp tục đây thì lốp cho phần gầm cho các bác xem. Lốp rất là đẹp. Video này thì em sẽ quay nhiều một chút, quay dài một chút, tại vì đây là một chiếc xe nhiều công nghệ mà, cho nên là riêng cái thời gian mà giới thiệu về công nghệ thôi cũng đã chiếm được khá nhiều gian rồi, đúng không ạ? Chiếm mất khá nhiều gian. Đây các bác cùng xem, em sẽ mở máy ra nhá. Đây, động cơ dòng xe Joyty này được sử dụng động cơ Mitsubishi nhá. Đây chính là cái biểu tượng này. Đây, biểu tượng là máy Mitsubishi này. Máy đây, biểu tượng đây, các bác thấy này. Đấy. Turbo. Đấy, động cơ máy Mitsubishi. Trang bị hệ thống turbo nữa. Turbo tăng áp cho nên là rất là khỏe và cũng rất là tiết kiệm xăng nhá. Chiếc này chỉ tầm khoảng 8 lít, tầm khoảng 8 lít trên 100 km thôi, 8 đến 9 lít thôi các bác nhá. Đấy, rất hấp dẫn đối với cái tiêu thụ ở mức tiêu thụ như vậy. Đây, thì cabo nó vẫn còn nguyên này. Em mở ra máy ra tí, em đóng vào sau. Và các bác xem xong chiếc xe này, mình thấy ưng rồi thì mình gọi điện cho bên em để bên em tư vấn tiếp nhá. Theo hai số là 093 858 6307 và 0389 000 555, hai số hotline của bên em đấy ạ. Số Zalo nữa. Địa chỉ thì các bác tới 1/6 Hồng Châu, em ở đối diện với 1/6 Hồng Châu, thành phố Hải Dương nhá. Rất là nhiều xe khác để các bác lựa chọn. Và các dòng xe Joyty này thì bên em về rất là nhiều. Đợt trước có mấy con cũng đã bán rồi, bây giờ còn con này nữa các bác nhá. Về liên tục luôn. Mẫu xe này bên em về liên tục luôn. Rất là ăn khách. Khách hàng rất là quan tâm đến dòng xe này, bán rất là nhanh. Các bác quan tâm đến chiếc xe này rồi, mình thích rồi thì mình hãy nhấc máy alo luôn, chốt sớm nhá. Vâng, ok, em cảm ơn.